Hello mọi người, hôm nay không quay clip dâu ngoài vườn bởi vì các bạn biết làm sao không? Qua ngoài vừa nãy qua ngoài đó thì lại thấy dâu tây ra những quả chín đỏ đẹp lắm. Tính hái về ăn mà đi một dạo một vòng thì thấy các em kiến rồi các em côn trùng nó ăn rất là nhiều, mà nó ăn thì nó cứ kiểu như là nó như gà mổ mọi người, móc 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 nhìn rất là khó chịu. Cho nên là mình thôi mình về mình quyết định là mình sẽ làm cái đồ để diệt kiến đó, để diệt kiến, chứ không thì tình hình như thế này thì một vài thời gian sắp tới á, thì nó sẽ cũng sẽ ăn hết rồi. Tại vì kiến thì nó cứ ra nó ăn như thế mà mình không thể kiểm soát được, nó ăn ngày ăn đêm thì được quả nào ra nó cứ ăn, mà nếu mà mình có bán thì cũng không thể nào bán được những quả đấy, bởi vì kiến nó đã ăn vô rồi thì nó hái đi nó rất là dễ bị hư. Mình chỉ cứ hái về xong mình cắt bỏ xong rồi mình ăn cái phần còn lành thôi mọi người ạ. Nhưng vì thế cho nên là mình rất là cay bọn kiến. Vậy nên hôm nay trong mình lục trong tủ ra được một ít tóp mỡ với lại những cái thịt thừa mà ăn mấy bữa không hết á, thì mình có dồn dồn lại và mình chiên nó lên được một ít dầu và một ít tóp như thế này, thì chuẩn bị là mình sẽ làm cái đồ để diệt kiến nha mọi người. Mọi người chờ mình chút. Đây mọi người, sau khi mình cắt ra mỡ thì được một ít mỡ heo đó, như thế này đó, và mình đi lấy một gói thuốc kiến, nó gọi là gói thuốc kiến nha mọi người. Xong rồi mình dầm 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 nó ra, tại vì trong này nó mình sờ thấy nó có cái gọi như là có cái y như hạt nêm á, nó là hạt hạt y như hạt nêm á. Mình sẽ dầm dầm nó ra cho nó nát nó ra nha mọi người. Đó, các bạn nào mà bị kiến ở trong nhà thì các bạn cũng có thể làm y như mình nha, đảm bảo hết kiến luôn, sau một ngày thôi là không còn con kiến nào vê vẩn xung quanh nhà các bạn nữa. Rồi ok, đây là những cái nguyên liệu mà mình sẽ sử dụng để diệt kiến ngày hôm nay. Đó, thì chúng ta có một ít mỡ heo, mỡ cuộn heo. Xong rồi chúng ta chuẩn bị cho chúng ta chuẩn bị một quả trứng gà để mình đập nó ra đã nha mọi người. Rồi sau khi mình đập quả trứng gà vào trong này rồi đó mọi người, xong rồi mình sẽ tiến hành cho một lượng thuốc nhỏ vô trong này nha. Đó, các bạn chú ý này, một gói này nó cũng không được nhiều nhưng mà mình cũng chỉ cho một chút thôi nha mọi người. Rồi cho mình nghĩ là khoảng cỡ chưa được một nửa gói đâu mọi người ạ. Mình nghĩ là cho được khoảng gần một nửa gói nhỏ nhỏ này thôi. Gói này thì chưa đến 1 gram. Sau đó là mình sẽ quấy đều lên nhá. Quấy thật là đều lên nha mọi người. Cái phương pháp này thì áp dụng đối với hầu hết tất cả các loại kiến. Ở chỗ mình thì áp dụng rất là nhiều loại kiến luôn. Kiến lửa cũng được này, kiến đen ở trong nhà, rồi kiến ba dăm bái kiến nó ăn đồ ăn của mọi người đó, nó hay bò nó ăn đồ ăn mà chỗ nào có ngọt có nghĩa là nó cũng ăn đó đó. Rồi kiến vàng cũng được đó, thì cái này chủ yếu là nó nghe mùi. Mình kết hợp giữa cái trứng này với lại cái mỡ này á, là bởi vì nghe mùi mỡ với mùi trứng thì kiến nó sẽ rất là thính. Kiến nó không, hình như là nó không có mắt mà nó chỉ có râu thôi, và nó dùng cái râu đó nó xác định cái mùi, xác định cái phương hướng. Thì mình dùng cái cách này để thu hút những con kiến nó lại để nó ăn cái mồi này. Sau khi nó ăn những cái mồi này á, thì mình sử dụng một lượng thuốc nhỏ để khi mà chúng nó ăn thì chúng nó một số thì ăn mà một số thì tha về đến tổ. Tha về đến tổ của nó để cho các con kiến nó làm việc trong tổ á, những con kiến nó làm việc trong tổ thì nó ăn thức ăn nó nữa. Tại vì một số bộ phận kiến nó sẽ đi ra ngoài kiếm thức ăn, một số bộ phận là nó sẽ ở nhà xây tổ rồi đẻ đái các thứ đồ đó, thì nó sẽ tha về thức ăn này về cho những cái con kia ăn và nó sẽ gây chết. Còn nếu mà mình cho cái lượng thuốc này này, cái lượng thuốc này nó nhiều quá thì ngay lập tức con kiến khi mà nó ăn phải thì nó sẽ chết. Nó chết khi mà nó chưa kịp tha thức ăn về đến tổ của nó thì nó đã chết rồi. Bởi vậy nên là nó chỉ tiêu diệt được những cái con kiến nó đi ra ngoài nó ăn thôi, còn những con khác thì nó không tiêu diệt được. Bởi vậy nên là mình cho cái lượng vừa phải để làm sao căn chỉnh, làm sao để cho khi con kiến này ăn thì con kiến khác sẽ chết nữa, chứ không phải là con kiến này ăn
thì con kiến này chết thôi. Đó, bởi vậy thì mình dùng một lượng nhỏ thôi nhưng mà mình tiêu diệt được rất là nhiều kiến mọi người. Tí nữa mình sẽ đi làm và ngày mai ngày mốt mình sẽ quay video để cho mọi người coi. Cái phương pháp này cũng khá là hiệu quả, mặc dù là nó rất là đơn giản thôi nhưng mà mình phải làm như thế, chứ mình mang thuốc sâu mình đi xịt nó không chết hết được mọi người ạ. Nó không thể nào chết hết được, mà nhiều khi nó còn, đôi khi dâu đang ra quả nó còn làm ảnh hưởng tới chất lượng quả của dâu tây nữa. Đó, vậy nên là chúng ta hết sức cẩn thận trong quá trình xử lý những cái con côn trùng có hại khi mà nó làm hại cái vườn dâu của chúng ta nha mọi người. Đó, ok, mình sẽ sang vườn. Đó, mọi người có thấy không? Đây là những con kiến nó đang bu ở đây để nó ăn dâu tây đấy mọi người ạ. Thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Nó ăn xong rồi nó làm tổ ở trong lòng cái bạt này, mình không thể nào mình vạch bạt ra mà mình tiêu diệt nó được. Nói chung là rất là khó. Đó. Cho nên là đối với những cái trường hợp như thế này thì chúng ta chấp nhận thôi. Chúng ta làm một chấm cái đồ chúng ta làm ở vào đây. Đó, như thế thôi là chúng ta đi được rồi. À, mỗi khoảng vài mét thì chúng ta lại chấm một cái, vài mét chúng ta lại chấm một cái để đây này, bên này cũng có quả mà bị nó ăn này mọi người này, rất là căng. Cái này thì chấm không được nhiều nhỉ, cái này chấm nó không có dính mấy. Các bạn chấm làm sao á mà xíu nữa các bạn quay lại á mà thấy có vài ba con kiến nó lại nó đớp á là được rồi, nó lại nó ngửi á, nó lại nó ngửi là các bạn thành công chắc luôn. Ngày mai các bạn ra các bạn không bao giờ thấy những con kiến nó nằm ở đó nữa. Còn nó đi đâu rồi hay là nó làm gì rồi thì mình cũng không biết nha mọi người. Nhiều khi nó chết, nhiều khi nó không chết, đó là mình nói vui thôi, chứ còn thực ra làm như thế này chắc chắn là chết rồi. Đấy, vườn dâu tây của mình đang như thế này mà các bạn bảo bây giờ cho lũ kiến nó sơi thì mình làm gì, làm công toi luôn đấy. Nếu mà mình xác định mình chỉ làm giống thôi á thì khác, còn đây mình xác định cái vườn bên này mình mà lấy cả trái nữa, cho nên là không thể nào mà để chúng nó lộng hành như vậy được mọi người ạ. Đó, đây là một trong những phương pháp an toàn nha. Nói chung là cũng hơi an toàn, nếu nói an toàn quá thì cũng không phải. Đó, nó cũng là một trong những phương pháp an toàn để mình tiêu diệt lũ kiến. Tại vì kiến mà đời, mọi người, nó bảo là có cái từ gọi bảo đông như kiến mà, không thể nào mà diễn tả nổi. Ở đây có một cây nó bị hy sinh rồi, không biết lý do gì luôn. Nó bị đen rễ rồi. Các bạn bảo nhiều cây dâu rồi, các như thế này như thế kia nó chữa làm sao, nhiều cây dâu nó mình chưa kịp thấy nó đã chết rồi, không thể chữa được luôn mọi người. Mình cứ vài ngày không sang là thế nào cũng có một hai em bị, nhưng mà mình trồng thì cả ngàn cây thì nó bị thì cũng phải chịu thôi, chứ bây giờ biết sao được. Đó, bên kia nó đậu trái rồi kìa mọi người, cây nhỏ nhỏ mà nó đậu trái rồi đó. Trứng gà này rất là tanh, nhưng mà nó hơi tanh á, cho nên là nó sẽ rất là thu hút. Đó, mọi người nhìn bộ dâu không? Đã. Đây nữa này. Rồi, ok. Tinh thần là như vậy đã. Còn cái thành quả thế nào thì một tí nữa, 2-3 ngày nữa mình sẽ sang quay cho mọi người coi. Đó, còn đây quay chơi cho mọi người một số cây dâu đẹp cho nó mọi người thấy, cho nó có tinh thần trồng nè. Này đang ra hoa. Mùa này thì chỗ mình đang mưa khá là nhiều, cho nên là cũng nó cũng không đậu được ghê lắm. Còn đây có một con sâu này nó đang ăn hoa mọi người ạ. Con sâu này người ta gọi là con sâu róm hay là con sâu gì đây, sâu nào sâu nhưng mà đã ăn dâu thì phải chết. Đó, rồi có một số các em kiến này em đậu trong này. Chắc là em hút mật hay là làm cái gì đó. Nói chung là chúng mày cũng phải bị chết thôi. Ok, chúng mày làm hại dâu của tao là chúng mày phải chết. Tiêu diệt hết. Trời ơi, nếu mà không tiêu diệt cứ tưởng tượng cứ ra là nó ăn mà nó ăn không hết luôn đó mọi người.
Nó ăn không hết đâu, nó ăn chơi chơi chỗ nào ngon ngon nó ăn thôi, chứ cái quả nào ngon ngon nó ăn thôi, còn ba quả đều đều nó không ăn đâu, nó khôn cực kỳ luôn đó. Rồi thôi, cái video này tới tạm thời tới đây đã. Tuy rằng là cái chủ đề nó cũng không phải là hot, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng là một trong những cái cần thiết để mình chia sẻ tới tất cả mọi người. Hy vọng mọi người không xem đó là nhảm nhí và tiếp tục ủng hộ mình nha. Rồi giờ tí nữa xin mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn mọi người phun thuốc bón lá cho dâu tây, để trong cái quá trình ra hoa đậu quả cho dâu tây là cho nó ok. Bây giờ thì mình sẽ xin dừng cái video này ở đây đã, để mình chuyển sang cái video mới. Chứ còn đây thì cách làm rồi các thứ mình đã chỉ mọi người hết rồi, thì kết thúc tại đây thôi, không nên rườm rà mất thời gian. Ê chết, mình mới nãy mình đã quẹt quẹt cái này rồi đó mọi người. Mọi người thấy không, nãy mình đã quẹt quẹt cái này nè, mình quẹt quẹt cái này nè đó. Thế là bây giờ kiến nó bu lại nó ăn này mọi người ơi. Đấy, nó không thèm ăn dâu của mình nữa, nó bu nhiều lắm. Mọi người thấy không, nãy mình làm một phát là nó bu, bây giờ nó bu kín luôn rồi, thì cho chúng nó ăn thoải mái đó, ngày mai là chúng nó chết hết. Đấy, ok chưa mọi người, uy tín chưa mọi người? Nhìn cái mặt mình là hơi bị uy tín luôn, mình làm gì là hơi bị chuẩn luôn nha, đừng có mà không tin nha. Ok nha, bây giờ mình qua bên vườn bên nhà là mình sẽ xử lý mấy con gọi là con kiến lửa. Kiến lửa là cái kiến nó đốt mà mình rất là đau á mọi người. Cái con kiến đó là mình cay nó lắm. Thế là bây giờ mình vô trong nhà lồng của mình rồi mình xử lý nó đây. Đây, đây là một cái ổ kiến lửa rất là ghê mọi người. Rất là ghê luôn. Ở trong vườn dâu của mình phải nói là khá là cay. Cái ổ kiến lửa này mình không dám làm gì nó luôn. Nhưng mà hôm nay tao sẽ tiêu diệt chúng mày. Mình rắc cái này lên, mình chấp chấp cái này lên cho chúng nó tiêu diệt hết chúng nó đi. Rồi ok, kiếm cái ổ to to này quay để cho mọi người thấy là cái tác dụng của cái này. Chỉ với 5.000 đồng ở đâu, hơn chứ nhỉ, 5.000 quả trứng gà nè, quả trứng gà 5.000 với lại ok. Và đây là thành quả sau khi mà mình sử dụng cái mồi diệt kiến của mình, thì cái nguyên cái đàn kiến trong này thì nó đã tiêu diệt hết rồi, rồi mọi người ạ. Đây là cái xác của nó này, nó chui vào nó ăn xong nó chết này, còn một số thì chắc nó chết ở trong tổ thì mình không thể thấy được. Đó, thì cái thuốc này nó cũng rất là dễ dễ làm và rất là dễ kiếm. Đó, để mình áp dụng, để các bạn có thể áp dụng đối với cái vườn của mình khi mà mình nhiều kiến quá. Đó, nó gây hại trong vườn của mình. Thứ hai á là nó gây nó ở trong nhà của mình, nó đục cái tường, nó đục cái tiết ra để nó làm cái nhà mình nó bị đùn đất lên á, rất là khó chịu. Thì mình có thể áp dụng cái phương pháp này để mình làm. Chi phí cũng rất là rẻ, chỉ có mất khoảng cỡ đâu đó 20-30 ngàn thôi, thì mình có thể tiêu diệt được toàn bộ tất cả các cái loại kiến ở xung quanh mình mà mình muốn tiêu diệt, chỉ cần là nó ăn mồi thôi. Nhưng mà mình nghĩ cái mồi của mình làm ra là nó cũng chưa phải là đẳng cấp, cho nên là nói chung mà như thế là cũng được rồi, chứ cũng không cần phải là vip quá như người ta làm vip quá, người ta trộn nhiều thứ nữa. Nhưng mà mình làm thì mình chỉ cần hai thứ đó thôi là nó cũng đã tiêu diệt được rất là nhiều kiến rồi. Đây này mọi người, nó chết hết rồi đó. Đây này, chỗ này nó chết cũng khá là nhiều này, chết mà bây giờ nó rụng hai cái mình nó rụng hai hai nửa luôn đó. Mọi người thấy không, đây là nguyên một cái tổ của nó ngày xưa, nó ùn đất lên như thế này và bất cứ ai mà đi vô trong này thì chịu không nổi 5 giây đã phải bước ra rồi. Nó cắn ghê lắm, nó cắn người lớn trẻ con là gọi như là sinh sưng sưng mình sưng mẩy lên luôn. Đấy, thì mình giới thiệu cho mọi người để mọi người có thể tìm và xử lý cái vườn, cái vườn cũng như là cái ổ, các cái ổ kiến trong nhà của mình nha mọi người. Tạm biệt mọi người nhé.